Ngoài ra, các sở ngành thành viên ban chỉ đạo công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử trên trang web của đơn vị mình để tiếp nhận thông tin, kiến nghị và trả lời doanh nghiệp. Đồng thời gửi Sở Thông tin Truyền thông công bố trên cổng thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng khác của thành phố. Ủy ban dân thành phố yêu cầu trong vòng từ 5 đến 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp, các sở ngành thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm thông tin trả lời những vấn đề thuộc chức năng thẩm quyền của mình.